Quân có rất nhiều những câu chuyện ý nghĩa về lớp lớp các cán bộ, những giảng viên của nhà trường cũng như là các học viên nơi đây. Và ngày hôm nay thì Nhật Ký Chiến Sĩ cũng muốn chia sẻ với quý vị một trong số rất nhiều những câu chuyện như vậy. Nhân vật chính ở trong câu chuyện ngày hôm nay là những cựu chiến binh, là những cựu nhà giáo, các nhà khoa học về nghệ thuật quân sự đã có rất là nhiều những công lao đào tạo ra những sĩ quan tham mưu cho toàn quân trong suốt những năm tháng họ công tác. Và xin mời quý vị hãy cùng đến với câu chuyện của Nhật Ký Chiến Sĩ ngày hôm nay. Đà Lạt, vùng cao nguyên đẹp và lãng mạn. Đà Lạt cũng là nơi ghi dấu lịch sử. Ở đây có những con người lặng thầm như cốt cách con người Việt Nam. Bởi đơn giản họ đã trải qua những cuộc chiến và họ thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập tự do. Ông là một trong những người như vậy. Tôi đi bộ đội năm 65. Năm 70 tôi được phong quân hàm thượng úy và ra chức vụ tiểu đoàn trưởng. Sau đó vào năm 71 thì đưa ngay bộ đội vào trong cái chiến dịch đường chín Nam Lào. Sau đó năm 72 thì tôi được đề bạt là tham mưu trưởng, đại úy tham mưu trưởng trung đoàn 52 của sư đoàn 2. Đầu tiên là 320 sau chuyển về sư 2. Thì thời đó đánh nhau rất là ác liệt. Đưa cái sư đoàn tăng cường nó đổ bộ xuống, nó vây chặt cái trung đoàn của chúng tôi. Và chúng tôi thì lại bao vây chặt cái tiểu đoàn ở bên trong. Như vậy là 13 lần liên đoàn 1 biệt động quân khét tiếng, đánh nhiều lần như vậy không thắng. Thì thời đó tôi là tham mưu trưởng trung đoàn, tôi 25 tuổi. Nó có treo một cái giải ở trong truyền đơn, cái giải tức là nếu mà nó ai mà cắt được cái đầu của tôi thì là nó thưởng cho 4 triệu tiền quỹ. Với ông, Đà Lạt gắn bó như nơi ông sinh. Những phút rảnh rỗi, dạo những bước chân đâu đó trên mảnh đất này, ông cũng như những người đồng đội hay những người học trò không quên được ngôi trường mà mình đã gắn bó hơn nửa đời binh nghiệp. Trở về mái trường, trở về ký ức. Từ mái trường đó đã biết bao thế hệ sĩ quan ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang phục vụ trong quân ngũ. Chúng tôi là cái thế hệ đi sau, chúng tôi rất là xúc động khi mà đón các bác trước đây đã từng công tác ở đây. Và đặc biệt là bác Lương Minh Cao là giáo sư tiến sĩ, một nhà khoa học rất uy tín của học viện nói riêng, cũng như là toàn quân nói chung. Cái kỷ niệm mà chúng tôi không thể nào quên được khi bắt đầu tiếp xúc với viết cái tài liệu đầu tiên mà học viện giao cho chúng tôi. Khi tôi viết về cái hình thức chiến thuật, cái sư đoàn tiến công vượt sông, đây là hình thức chiến thuật khó nhất, là bởi vì ta phải lênh đênh vượt sông trong khi địch thì có những cái hỏa điểm trước mặt. Làm thế nào để chỉ huy để tổ chức cho bộ đội vượt sông và đánh chiếm được cái bàn đạp ở bờ bên kia thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề rất là khó. Sau đó thì chúng tôi đi thực tế và đi nghiên cứu, cuối cùng thì chúng tôi mới nghĩ ra được, đã giải đáp được. Nên là đi theo từng cái khúc sông một thì bên lở bên bồi nó khác nhau, bên rộng bên hẹp, đoạn rộng đoạn hẹp, và thằng địch nó đóng ở bờ cũng có chỗ gần bờ, có chỗ xa bờ, cho nên không thể đồng loạt hỏa lực và xung phong được. Thì lúc giờ do cái sự tìm tòi và cái đi thực tế thì mới thấy được đến từng con sông một, nhất là các con sông vòng cỏ đông, vòng cỏ tây đấy. Thì chúng tôi đi nghiên cứu thời bây giờ thì về chúng tôi mới viết được, hoàn thành được một cái tài liệu. Và tôi có thể trả lời một cách thỏa đáng là cho các đồng chí học viên học tập ấy, là vì sao cái giờ dê đó nó khác với cái giờ dê trong tiến công trận địa. Ở đây họ gọi ông là thầy của những người thầy, bởi những gì ông đem đến là kinh nghiệm trận mạc, tư duy thực tế, khoa học, tạo nên nền tảng vững chắc cho bước đường binh nghiệp của mình. Vui mừng được chứng kiến và gặp lại cái khung cảnh học hành trước đây của anh em học viên cũng như cán bộ chiến sĩ của toàn học viện, đồng thời là ôn lại những kỷ niệm xưa cũ và những cái tình cảm thật gắn bó và chân tình với các anh các chị ở trong học viện. Thấy rất là tự hào vì mình đã trưởng thành ở cái mái trường và cái học viện ngày xưa, cũng đã trưởng thành, nên chúng tôi cũng hết sức là cảm kích
khi mà đến thăm học viện. Những ai đã từng trưởng thành từ mái trường lục quân hẳn sẽ mang trong mình những kỷ niệm. Với thế hệ đa khoa, họ ghi nhớ một thời đã từng là học viên dưới mái trường này. Còn với ông, vẫn lặng lẽ như mình vốn có. Cái lặng lẽ của một người thầy đầy nhiệt huyết trong khoa học và nghệ thuật quân sự.